Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay nâng cấp đẳng cấp với danh sách đồ chơi siêu khủng giá trị cao. Các chủ nhân của chiếc siêu phẩm này cho biết các chiếc Honda Quay đã được chọn lại phong cách điều khiển, với điểm nhấn là rất nhiều chi tiết đồ chơi từ các hiệu đình đám hiện nay như Rainbow, Hardin, Siazin vân. Tất cả gần như cùng quy tụ lại để làm đẹp cho con chiến mã có tuổi đời là hơn 10 năm nay. Phía sau phần tay lái là cả một vùng trời công nghệ với điểm nhấn là cụm công tắc đường nù ở bên trái, được người chủ cho vào cụm SIM để thêm tính năng bắt SIM cũng như những chi tiết nút được bố trí đẹp hơn và dễ dàng thao tác hơn. Ở dòng trên mình, cái đồng hồ Casio AX2 đa chức năng nhưng lại không có chế độ là báo số nên người chủ lắp kèm thêm ở bên ngoài. Phần cái đông được người chủ thay đổi cái cụm thắng Nissin nguyên bản thành cụm cái phanh dầu Rainbow, cái phiên bản tháo xe phần lớn đi cùng với cái phần tay thắng xe Titan, cùng với đó là cái chế độ tăng đưa thông qua sắc cấp số. Có bộ Titan được người chủ đặt làm theo cái sở thích của mình với cái hình dạng uốn cong là khá nhiều, kết hợp cùng chế bồng hơi theo cái bản riêng để dành cho con chiến mã này, kết hợp cùng chế cái bộ nắp đầu bò xuất phát làm cho cái phần chi tiết cục máy trở nên to lớn và cứng cấp hơn. Nhìn xuống cái phần chèn chân, ta thấy cái ảnh về sử dụng heo kết nối với heo dầu Rainbow 2 bit và cái đĩa Quadratest, tất cả hòa hợp với nhau tạo nên cái sức hấp dẫn cho cái dàn chân trước cũng như kiểm soát lực phanh tối ưu hơn dành cho cái chiếc xe để kiềm hãm độ tốt nhất. Chiếc xe là cái phần chữ nhân, chiếc xe còn được người chủ của nó trang bị cho mình một cái cây phục Hardin. Đây là mẫu phục đồ chơi có tì lò xo lớn hơn Zin, cái sắc đen hoặc là vàng đặc trưng nó bọc, đáp ứng rất tốt độ nhún nhảy hợp lý cho mọi địa hình. Phía chân phục có cái núm chỉnh Rainbow vô cùng là tiện lợi. Sacha 110 độ ngất ngây với cái dàn di động bạc triệu, dẫn đầu thì cái sức mạnh ở phân khúc là hai bộ Underbone 150 hiện nay. Có thể nói cái chiếc Sacha 110 đang là một cái dòng con tay làm điên đảo những người đam mê tốc độ cỡ nhỏ. Chiếc xe còn là tâm điểm cho những tay chơi thích dọn chuyển và khi ra đời hàng loạt những bản nâng cấp, không chỉ đẹp, độc, đỉnh mà cái chiếc xe độ này còn đem lại cái phần hiệu năng sử dụng rất cao. Lược bỏ đi một cái bộ chìa khóa cơ nguyên bản, người chủ đã nâng tầm chiếc xe yêu của mình khi trang bị ổ khóa smart key nhằm đem lại tính an toàn tốt hơn, chống trộm cướp và đi kèm với đó là một số chức năng phụ cần thiết trong cái chiếc xe trong quá trình sử dụng hàng ngày như tìm xe trong bãi đổ, khóa xe từ xa này tiện lợi. Nếu như những tay chơi khác hướng tới cái ốc Titan thường lựa chọn những cái tông màu xanh, tím, vàng vân, thì ở bản độ này người chủ giữ nguyên cái màu trắng nguyên bản cho chiếc xe thêm phần sang trọng, không quá sặc sỡ, khoét rộng hơn cái phần bẩn ở bên trái để chiếc xe lắp được cây trợ lực Matrix kẹp sườn với 16 nút chỉnh nặng nhẹ để chống sàn lắp đầu xe ở độ cao. Sử dụng trên mình cái cụm tay con tiếp em, một món đồ chơi đến từ hiệu Domino, được anh em chơi xe kiển hiện nay là vô cùng ưa chuộng bởi mức giá thành không tới 3 triệu đồng nhưng được trang bị rất nhiều phần hiệu năng phụ cho người sở hữu nó. Cái phần đầu tay con để chống chày có thể người chủ đã bọc bên ngoài một lớp cao su. Đây là một cái phương pháp rất tốt để sản phẩm đẹp mãi với thời gian mà không làm mất thẩm mỹ của xe. Còn đây là những góc ảnh của bộ cụm thắng Rainbow Asset đi cùng với cái combo miễn dịch của gia đình Domino, bao gồm cái cụm on up, cụm tăng tốc, đem lại cái tính năng ưu việt cho chiếc xe mà một cái chiếc xe sim không bao giờ có được. Hệ thống treo sau ứng dụng cho mình là phục hoa lim và dầu rời để tăng thêm cái sự nổi bật cho chiếc xe. Phần nhựa nhám của chiếc xe và vài chi tiết được tháo bỏ hết hoàn toàn để chiếc xe thêm chút gọn gàng hơn và sử dụng rất nhiều chi tiết đồ chơi. Hai thở được ứng dụng bằng một cái bộ tăng STP được kho nóng độ cao lên màu trông rất ấn tượng và cái điểm nhấn màu sắc toàn bộ phần dàn áo đen của chiếc xe. Dàn chân được hạ xuống bánh căm cho chiếc xe có một cái trọng lượng nhẹ hơn, linh hoạt hơn di chuyển ở trong thành phố. Và giá của chiếc Sacha F110 2009 hiện nay rơi vào tầm 55 triệu đồng, dao động theo từng màu sắc và chiêu gồm hết 3 biển số. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, nếu tiếp nhớ like, subscribe.